Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sáng nay ngày mùng 5 tháng 2, tức 26 tháng Chạp, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trường đoàn đã đến dân hoa, dân hương tưởng niệm cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn. Cùng đi có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Ngọc Tiến, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Đông Sơn. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã thành kính dân hoa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa anh hùng. Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001, Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng ở cương vị công tác nào, Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững phẩm chất của người cộng sản kiên trung. Tận tâm tận lực vì nước vì dân. Tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đảng bộ chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết thống nhất, phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025, năm tăng tốc bứt phá để về đích. Hiện thực hóa khát vọng, xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng ở phía bắc của Tổ quốc, một tỉnh giàu đẹp văn minh và kiểu mẫu như lúc sinh thời Bắc Hồ kính yêu hằng mong muốn.